Anh chị, em tên là Tài, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Kia Bình Triệu. Ngày hôm nay em sẽ quay sơ về nội thất của chiếc xe Kia Soluto MT bản thấp nha anh chị nha. Thì hiện tại chiếc xe này đang có giá niêm yết là 399 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 463 triệu, và mình chỉ cần trả trước tầm khoảng 140 triệu thôi là mình lấy xe luôn nha anh chị nha. Mỗi tháng mình chỉ cần trả tầm khoảng 5 đến 5,5 triệu thôi nha anh chị. Ngày hôm nay thì em sẽ quay chung về cái nội thất của chiếc xe này đó. Rồi đầu tiên thì em sẽ quay cho mình ở phía tay trái của em. Thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên là cái ba chế độ pha mình điều chỉnh được nè anh chị, xa gần nha anh chị nha. Thì có ba chế độ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có điều chỉnh gương điện ở phía bên trong nè. Thì mình gạt qua đây, bên trái thì chúng ta sẽ điều chỉnh gương bên trái sao cho anh chị phù hợp ha. Gạt qua bên phải thì chúng ta sẽ điều chỉnh gương bên phải nha anh chị. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ lên với cái phần cánh gió của máy lạnh của mình. Thì nó sẽ là hình tròn nha anh chị. Ở phía bên ngoài thì nó được nó được gắn một cái lớp nhựa ở đây, ta nghĩa là cái lớp nhựa nha anh chị. Nhìn rất là sang trọng luôn. Cánh hướng gió xoay 360 độ đây, và mình gạt xuống như vậy là tắt nè anh chị. Rồi mình gạt xuống đây là mở nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay đến cái vô lăng. Thì cái vô lăng của chiếc xe này nhìn rất là đẹp luôn. Vô lăng này là nhựa mềm nha anh chị, nhựa mềm. Còn các bản cao cấp hơn thì nó là da nha anh chị nha. Đối với chiếc xe mà dành cho anh chị chạy dịch vụ như thế này á, thì em nghĩ những cái trang bị như thế này nó cũng rất là ok luôn, và nó rất là bền luôn nha anh chị. Vô lăng rất là nhẹ luôn, anh chị chạy trong đường thành phố thì rất là linh hoạt cho anh chị luôn. Dạ. Tiếp theo thì em sẽ quay đến cái phần mặt đồng hồ cho anh chị xem. Bên phía tay trái của anh chị á là cái mặt đồng, cái vòng tua nha anh chị. Còn ở giữa trung tâm thì chúng ta sẽ có một cái màn hình nhỏ tầm khoảng 4 inch. Thì cái màn hình này á thì nó sẽ thể hiện trên đó cho mình được là xăng nè, chữ E đó anh chị, đang chớp chớp đó, là gần hết xăng rồi anh chị. Rồi phía bên tay trái á, chúng ta sẽ thấy được là cái chữ C đó là nước mát nha anh chị nha. Và ở dưới thì chúng ta sẽ thể hiện được là km mà đi được nè. Ngoài ra thì cái xăng á mình đi còn được tầm khoảng bao nhiêu mét, bao nhiêu km nữa. Bên phía bên tay phải cái vòng cái kim đó là thể hiện cho mình là cái km trên giờ nha anh chị. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái chip set. Thì cái này là để điều chỉnh và đo quãng đường đi của anh chị. Tổng quan về mặt đồng hồ thì nhìn nó cũng rất là đẹp nha anh chị. Rồi, ở đây thì ở dưới cái phần vô lăng thì chúng ta sẽ có điều chỉnh đèn nè, đèn sương mù. Rồi, mình gạt lên một nấc như vậy á thì cái đèn chạy led chạy ban ngày của mình nó sẽ sáng nè anh chị. Bật lên như vậy là sẽ là đèn đèn cốt nha anh chị nha. Rồi, còn nếu mà mình muốn mở đèn pha thì mình bật lên như vậy, mình gạt xuống là đèn pha nha anh chị. Còn mình muốn đá đèn là mình gạt lên như vậy nè anh chị ha. Rồi, ở đây thì chúng ta ở bên phía bên trong chúng ta sẽ có một cái vòng, đó là mở cái đèn sương mù nè anh chị. Dạ. Rồi, bên phía tay phải chúng ta thì nó sẽ có một cái cánh gạt mưa. Đây. Cánh gạt ở trên nè anh chị. Ví dụ như em bấm vô đây là nó mở nước lên, nó gạt ở trên này nè anh chị nha. Rồi, điều chỉnh độ nhanh, độ chậm của cái gạt mưa này cho mình luôn. Chúng ta sẽ tiến qua tới cái phần trung tâm của chiếc xe. Thì phần trung tâm chiếc xe vẫn được bọc một vẫn được ốp một cái lớp nhựa bóng, nhìn rất là đẹp luôn nha anh chị. Ngoài ra thì xe được trang bị đầu CD. Đầu CD này có thể kết nối Bluetooth được nha anh chị nha. Đây, em kết nối thử cho anh chị luôn, và cũng giống như là em hướng dẫn cho anh chị nào mà đã mua xe rồi á, dễ hiểu hơn. Đây, mình giữ im vào cái nút này nè anh chị, cái nút gọi này nè. Đó, mình giữ im vào một chút là nó sẽ lên cái phần file tin vậy nè. Thì mình sẽ thấy cái Bluetooth nó chớp chớp trên đây. Thì mình kết nối vô cái điện thoại mình nha anh chị nha. Đó, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ xuống cái phần dưới. Thì chiếc xe này đang được trang bị là máy lạnh cơ thôi, cho nên là nhìn
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Giá niêm yết của chiếc Soluto MT Deluxe này á là 425 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 492 triệu, trả trước tầm khoảng 152 triệu nha anh chị nha, và mỗi tháng mình trả tầm khoảng 6.2 triệu đến 6.5 triệu nha anh chị. Dạ thì đầu tiên thì em sẽ quay cho anh chị xem đó là phần phía dưới thì chúng ta cũng giống như chiếc MT bản tiêu chuẩn luôn nha anh chị, thì nó cũng sẽ có điều chỉnh đèn pha nè anh chị, và chỉnh gương điện nha anh chị, trái phải nè. Ở trên phần cánh gió thì chúng ta, ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ, chiếc Soluto MT Deluxe này đã được mạ thêm một cái viền chrome nhìn rất là sang trọng nha anh chị nha, rất là đáng đồng tiền luôn. Và cánh gió thì nó cũng sẽ được xoay 360 độ luôn. Phần đồng hồ trung tâm thì nó cũng giống như MT bản tiêu chuẩn luôn nha anh chị, vòng tua bên phía tay trái nè, và gương mát trên giờ bên phía tay phải, và phần trung tâm là phần hiển thị xăng và nước mát nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ đến với cái phần tay gạt này. Đây, tay gạt này thì chúng ta sẽ mở được cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ mở phần đề, cái đèn đề mi của chiếc xe nè, là kèm theo cái đèn đề mi ở trên cái đèn pha, và ở phía dưới có cái đèn led chạy ban ngày đó anh chị. Thì hồi nãy em có giới thiệu cho anh chị bên cái bản tiêu chuẩn rồi. Bản tiêu chuẩn thì sẽ không có cái giải led chạy ban ngày nha anh chị nha. Rồi ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có cái giải sương mù nè anh chị. Mở đèn sương mù nè. Dạ. Rồi mình gạt lên thì sẽ xi nhan, gạt xuống cũng xi nhan luôn nha anh chị nha.
đá đèn rồi mở đèn thì nó cũng y chang như bạn MT luôn. Dạ, cái anh đây thì cũng giống như vậy nha anh chị. Đó, về phần vô lăng thì chúng ta sẽ có một xíu khác biệt, đó là vô lăng của chiếc này sẽ được bọc da nha anh chị. Vô lăng chiếc này được bọc da nè, nhìn những cái đường chỉ may nè anh chị, đây những cái đường chỉ may của nó nha. Và ở trên đây thì sẽ được tích hợp thêm là những cái nút như là volt nè, đàm thoại rảnh tay nè, rồi tắt âm nè, và mod nha anh chị. Đó, chúng ta sẽ khác được như thế này. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần trung tâm của chiếc xe. Thì chúng ta, chiếc xe này sẽ đã được trang bị là màn hình ABN nha anh chị, 7 inch nha anh chị. Và có cam lùi nè, cảm biến lùi nha anh chị nha. Cánh hướng gió và cái viền phía bên ngoài cũng đã được mạ chrome, nhìn rất là sang trọng luôn. Nhìn rất là sang trọng luôn, rất là đáng đồng tiền luôn nha anh chị. Ngoài ra thì chúng ta đến phần phía dưới thì chúng ta sẽ thấy được là cái phần trung tâm của điều chỉnh máy lạnh á, thì nó cũng giống như chiếc MT Deluxe luôn, MT bản thường tiêu chuẩn luôn nha anh chị. Dạ. Và khác một điểm nữa đó là cái phần tay cần số này, chúng ta nhìn nó rất là đẹp hơn nè, được mạ một cái viền chrome nè. Và ngoài ra thì chúng ta nhìn nó, nhìn ở phía dưới chúng ta sẽ có thêm một phần là mạ chrome phía dưới nữa, nhìn nó rất là sang trọng luôn. Đó. Rồi, chiếc này thì được trang bị 6 loa nha. Trong khi đó thì bản MT tiêu chuẩn thì chỉ có trang bị 4 loa thôi anh chị. Thì da ghế của chiếc này là cũng khác màu chiếc kia nha anh chị nha. Chiếc kia thì màu nó sậm hơn một xíu, da ghế chiếc này nhìn nó đẹp hơn nha anh chị. Dạ. Thì tổng quan chiếc xe nó cũng tổng quan của chiếc xe Soluto MT Deluxe này thì được trang bị những phần sang trọng hơn, đẹp hơn chiếc Soluto MT bản thường. Nếu anh chị có thắc mắc hay là muốn tham khảo hỏi về xe thì anh chị cứ liên hệ vào hotline 0902617839. Còn bây giờ em xin phép được kết thúc video tại đây. Thì anh chị có thắc mắc gì anh chị cứ comment phía dưới nha, thì em sẽ thực hiện cho anh chị luôn. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở clip sau ạ. We'll be right back.